Đối diện với khó khăn thử thách, luôn giữ cho mình lòng dũng cảm, niềm tin và sự kiên trì thì đích đến là thành công. Đó là phương châm hành động của Thượng úy Phạm Văn Tú, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023. Là phó thuyền trưởng tàu quân sự của Lữ đoàn 649 Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần. Khi tuổi đời rất trẻ, nhưng Thượng úy Phạm Văn Tú luôn thể hiện là một người chỉ huy tài năng, bản lĩnh, luôn sẵn sàng nhận về mình những nhiệm vụ khó khăn và lan tỏa tinh thần cống hiến đến với đồng chí đồng đội. Những chuyến tàu quân sự vận chuyển vật chất hậu cần, vũ khí đạn dược, xăng dầu đến với các đơn vị quân đội trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đó là nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng rất thầm lặng của những người lính vận tải ở Lữ đoàn 649. Trên cương vị phó thuyền trưởng một tàu vận tải thủy, Thượng úy Phạm Văn Tú đã chỉ huy cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiều chuyến công tác đặc biệt khó khăn gian khổ, vượt qua những cơn bão lớn, vượt qua đại dịch, mang theo những chuyến hàng chống dịch đến với bộ đội và nhân dân. Các phương tiện thì thường xuyên hoạt động dài ngày, có những phương tiện thì hoạt động trong miền Nam, hoạt động xa đơn vị cả những 1 năm, 2 năm trời để bám biển, bám địa bàn trong đấy để thường xuyên bảo đảm các mặt hàng xăng dầu vận chuyển bảo đảm cho các đơn vị trong miền Nam. Trong quá trình hoạt động thì xảy ra dông tố và gió lớn thì chắc chắn là sẽ gặp phải, nên mà chúng tôi luôn với tinh thần là quyết tâm để vượt qua sóng gió để mang đến những chuyến hàng đến cho những bộ đội, những chiến sĩ của mình. Là một phó thuyền trưởng còn rất trẻ, nhưng Thượng úy Phạm Văn Tú luôn được đồng đội lớn tuổi yêu quý tôn trọng bởi đức tính khiêm tốn cầu thị, khó khăn ở đâu thì có mặt ở đó để hỗ trợ đồng đội trong công tác chuyên môn. Chúng tôi là thế hệ đi trước thì nói thật là công nghệ, ứng dụng những công nghệ là chúng tôi cũng không thể nắm biết được, nhưng mà bạn ấy cập nhật thì bạn ấy cũng, đồng chí cũng là cũng luôn là hướng dẫn chúng tôi, để chúng tôi rất là tin tưởng vào cái tài năng cũng như là cái sự cống hiến của đồng chí đối với đơn vị. Đồng chí thì Tú thì lại là học ở bên cái ngành đi sâu vào kỹ thuật, nhưng có những cái công việc nó rất là vất vả, có khi là xuyên cả đêm. Thế nên đồng chí cũng phải là xông pha, cũng phải là cố gắng mọi cái động viên anh em. Thượng úy Phạm Văn Tú còn là cây sáng kiến tài năng của đơn vị với 2 lần đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Nhiều sáng kiến của đồng chí đã được ứng dụng vào công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, được sản xuất đồng loạt, cấp phát cho các đơn vị sử dụng, giải phóng sức lao động và tiết kiệm chi phí. Với cái phẩm chất, năng lực, đạo đức và cái tinh thần đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cái thái độ nghiêm túc trong công việc, được cấp ủy chỉ huy cao cấp đánh giá rất cao của đồng chí và xứng đáng để cán bộ sĩ quan trẻ trong đơn vị học tập. Với những thành tích đáng tự hào, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền, cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu của Tổng cục Hậu cần, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ, Thượng úy Phạm Văn Tú đã trở thành một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2023.